Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi Như quý vị các bạn đã biết thì Mitsubishi Xpander là mẫu xe đa dụng gầm cao Chỗ ngồi thoáng đi kèm với đó là thương hiệu đến từ Nhật Bản Mitsubishi Mẫu xe này gần như từ lúc nó ra mắt đã tạo ra một cuộc cách mạng về ô tô ở Việt Nam Khi mà hàng loạt những đối thủ kể từ phân khúc hạng B Đơn giản như là vái ớt mất quá nhiều thị phần cho mitsubishi xpander trung bình mỗi tháng chiếc xe này bán giao động vào khoảng gần 2.000 chiếc vì là mẫu xe đa dụng nên nó phù hợp gần như đầy đủ những cái yếu tố như đi gia đình chạy dịch vụ chi phí nuôi thay bảo dưỡng khá là rẻ vậy thì với những khách hàng mà đang có nhu cầu tìm hiểu mua mới những cái mẫu xe này tại thị trường bắc ninh hay bắc giang thì em xin phép cập nhật cái giá bán chương trình khuyến mại cũng như là giá lăn bánh tại thời điểm tháng tới uh, cho những uh, tình hình phía trên. Rồi, về dòng Xpander thì uh, chúng ta có bốn phiên bản nhé uh, Xpander uh, số tự động xe lắp ráp thì uh, mức giá niêm yết của nó là 630 triệu. Và hiện nay thì uh, khuyến mại uh, bọn em cũng đang bớt vào khoảng từ 20 đến 30 triệu tiền mặt nhé. Cái này thì nó linh động theo thời điểm phụ kiện thì tặng kèm như nào thì các bác chắc là vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đính kèm ở trên video đánh giá xe thì nó cũng thay đổi liên tục cái này em chỉ áng ra khuyến mại tại thời điểm nó quay thôi à, với 630 thì chúng ta sẽ lăn bánh dao động vào khoảng gần 700 triệu đồng nhé mươi à, 63 triệu tiền thuế và khoảng 5 đến 7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm bảo hiểm kèm theo cái đặc biệt của Mitsubishi xender là chúng ta có cả phiên bản số tự động là nhập khẩu lẫn số tự động lắp ráp. phiên bản số tự động nhập khẩu thì ngoài ra bọn em đang thanh lý với những cái xe mà đang có số VIN sản xuất 2020. À, chúng ta sẽ bớt vào ít nhất là 30 triệu tiền mặt nhé Vâng. À, thì Mitsubishi Xpander thì với phiên bản số tự động xe lắp ráp hay xe nhập khẩu thì chúng ta sẽ lăn bánh dao động vào khoảng trừ đi khuyến mại 30 triệu đi. Thì chúng ta lăn bánh dao động vào khoảng từ 607 đến 675 triệu đồng và có thể là có khuyến mại phụ kiện kèm theo với phiên bản số sàn thì bọn em đang có một vài xe số sàn từ 2019 nhé khuyến mại thì bọn em bớt thêm các bác thêm được một chút giá khá là ok ngoài ra thì chúng ta có Xpander Cross nhé ở giá niêm yết 670 triệu ở hiện nay thì bọn em đang tặng trực tiếp khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng có kèm theo một chút phụ kiện cho những khách hàng thiện chí cái giá lăn bánh của Xbender Cross thì sẽ cao hơn Xbender bình thường. Thì hai xe này có khác biệt nhau quá không thì theo cá nhân em thì các bác đi gia đình thì có thể ưu tiên đi Cross. Đó các bác chạy dịch vụ thì hay là tiết kiệm hơn một chút về kinh tế thì chúng ta mua Xbender bình thường. Đó, thì ở trên đây là giá bán, giá niêm yết cũng như là điểm nhanh qua giá lăn bánh dự kiến của những dòng xe Xpander đang được bày bán tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như các tỉnh lân cận. Quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua online để đàm phán về giá cũng như là nhận được tư vấn tốt nhất về xe và các sản phẩm liên quan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.